Xin thân chào quý anh em, chào hai số 10 anh em đang thay trước khi bàn giao thay cái nguồn AutoVol cho khách hàng. Thì sắp tới bên em sẽ có một cái không phải là cái gì quy định mà là cái tiêu chí luôn luôn khuyến khích khách hàng là thay khi mua cái sản phẩm đó là DBX Drive Product 2 số 10, là kết hợp ta thay luôn cái nguồn AutoVol. Bên này của em cũng bán giá sản phẩm là bao gồm cái này luôn, có nghĩa là nếu bán lẻ thì giá nó sẽ trên hơn, cao hơn. Bán luôn như thế này nó có các cái lợi ích như sau. Cái thứ nhất là quý khách là bà con là không có tốn tiền mua cái bộ nguồn này mà nó lại thay vào một lần luôn, về khỏi phải mất công là mình phải tự mò mẫn mình thay nữa. Cái thứ hai là cái giá thành nó cũng giảm hơn so là mình tự mua lẻ mình thay. Cái thứ ba nữa là cái sản phẩm này nó đồng bộ đi về các cái vùng miền yếu điện á, thì mình đi làm xô nó sẽ không gặp cái trường hợp bất cập là bị trục nguồn hoặc bị khởi động lại như trường hợp anh em bà con bị rất là nhiều. Thành là bên em ưu tiên là tư vấn cho anh em khách hàng bà con là khi mua cái sản phẩm DBX Drive Product 2 số 10 này á, là nên mua luôn đồng bộ luôn cái bộ nguồn AutoVol này. Thì cái giá thành thì chúng em sẽ báo trực tiếp bên cái inbox, anh em có thể liên hệ cũng như là bằng điện thoại hoặc là bằng các cái nick trên mạng xã hội. Nhưng mà cái giá rất là nhẹ nhàng, nhẹ hơn so với mình tự mua tự lắp, và quan trọng là mình về chỉ có việc mà làm thôi, không có lo cái vấn đề yếu điện hay là điện chập chờn ở các cái vùng mà nhà quê hoặc là các vùng dây dẫn xa thiếu điện nữa. Đó là em chia sẻ một cái vấn đề như thế thôi, vấn đề đây nó cũng rất là có ích. Em cảm thấy như thế là nó hợp lý hơn. Với lại là mình bán như thế này, nguyên cái cục tăng phô nó như thế này thì nó là zin nhưng mà nó không có hiệu quả, bởi vì chỉ cần điện xuống tầm cỡ 180-190 thôi là cái con này nó khởi động lại rồi. Nó khởi động lại thì mất 3 máy dây rồi, 2 máy dây thì nó làm cho cái dàn âm thanh của mình bị đơ. Đó là cái vấn đề em muốn chia sẻ ở đây. Anh em khi mà quan tâm đến cái sản phẩm 2 số 10 này thì em sẽ tư vấn là thay luôn cái nguồn này. Nếu anh em có muốn nhu cầu thực sự không cần thì ok, em vẫn bán theo sản phẩm nguyên zin, nhưng mà tốt hơn hết là nên thay cái nguồn này trước khi là mình sử dụng luôn, bởi vì cái nguồn này nó được bảo hành theo cái sản phẩm này luôn, vẫn bảo hành 12 tháng theo sản phẩm này luôn, bảo hành đồng bộ luôn, nên anh em cứ việc yên tâm để mà sử dụng thôi. Em xin chia sẻ chân thành với quý khách hàng anh em bà con như thế. Thì cái con này cái nhược điểm lớn nhất của nó là yếu điện, nó rất kén điện ở các cái vùng điện yếu, nên thành cái giải pháp em đưa ra là nó là như thế. Mình thay luôn cái nguồn này luôn, thay sẵn cho anh em luôn, để về chỉ có việc mà cắm điện mà dùng thôi. Đúng không? Đây là điện 220 nè, điện 220 cắm thẳng lên đây. Bây giờ mình test thử điện 100V nè. Cục này là cục chuyển nè, cục chuyển nó dùng các cái mixer ô bạc D hay là các cái mixer điện 100V đó. Mình rút ra này, mình cắm dưới này nè, cắm thử dưới này nè. Đó, điện 100V đó. Đó, vẫn lên bình thường đó. Đó là cái giải pháp mà em đưa ra cho quý anh em bà con. Rồi, thân chúc quý khách hàng anh em bà con sức khỏe nha. Anh em có thể đăng ký cái kênh YouTube của mình để và bật cái chuông lên để theo dõi các cái video chia sẻ kiến thức cũng như chia sẻ các cái mẹo vặt trong vận hành âm thanh. Khi mà em up video mới lên thì anh em sẽ là người đầu tiên được thông báo để mà xem cái video chia sẻ của bên em. Xin thân ái chào tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại ở các cái video về sau.